Kính thưa, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Các bạn ơi, trong cuộc sống của chúng ta thì ai lớn lên cũng muốn mình được trọn vẹn, được niềm vui và hạnh phúc. Nhưng đôi khi ở quanh cuộc sống của ta thì Nguyễn Thừa cũng mắc gặp được những hình ảnh rất là cảm động. Những người bán vé số, tay thì cầm vé số mà một tay thì lăn những cái bánh xe lăn để đi lên nhúc cầu nữa, giữa dắt chưa thiêu đốt như thế này. Để bán từng đồng vé số, từ đó hình ảnh này rất là cảm động. Những nhân lúc Nguyễn Thừa đang đi từ Hiếu Thành về Hiếu Nghĩa công tác thì Nguyễn Thừa thấy hình ảnh của người chú này rất đáng thương, nên Nguyễn Thừa muốn quay lại để bà con cô bác và anh chị mình viết thêm về hoàn cảnh rất là khó khăn của chú này để giới thiệu với bà con cô bác và anh chị mình. Cho cháu hỏi chú ở đâu Linh? Ở Hòa Bình. Dạ. Thì sao cháu thấy chú ngồi trên xe vậy mà giữa trưa nắng vậy mà chú đi bán cái số vậy? Bây giờ gần khổ quá. Vậy hả? Ừ. Chú bị sao mà chú ngồi kháng sinh hồi nhỏ với phần có thật mấy tháng nay. Dạ. Mất cái sọ mẹ chưa có tiền gắn vô. Cho cháu hỏi chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 9 tuổi. Chú năm 9 tuổi à? Dạ. Cháu thấy chú tội nghiệp quá à, trời nắng vậy mà chú có được mấy người con? Con đứa à. Con đứa hả? Bà vợ nhà cũng có tật nữa rồi, con đi con cái vợ cho nó rồi nó có những bệnh quà thêm ở trên Hòa Bình luôn hả chú? Ấp Tây Hòa. Ấp gì? Tây Hòa. Đây chú lên về tới nhà chú nhiêu cây số? Mười mấy cây số hơn, 16 cây được. Sáng giờ chú đi bán đi về nhiêu cây rồi? Mới đi xuống tới đây à. Ở đây là giờ mình đi về là nhiêu cây chú? Bây giờ là 16 cây ạ. Bận đi bận về 16 cây, rồi sao cỡ 1 giờ trưa vậy chú đi bán luôn hả? Đi hồi xe sáng nó ăn lát là 90 giờ lắc về dài chút ở đây. Rồi lắc lại một thành bột về. Dạ. Bữa nay chú bán còn nhiêu ta? Còn chắc 20 quá. Bà con của bác và anh chị mình thấy không, dù chú lớn tuổi, chân đã bị có tật, vừa bị tật bẩm sinh hồi nhỏ, vừa bị tai nạn giao thông, chú rất là Thừa rất là cảm động cho chú. Thì giữa trưa nắng thiêu đốt như thế này mà chú vẫn một mình đi bán vé số. Dạ, để cháu mua cho chú về tờ nha. Con cảm ơn chú Phết nha. Rồi chú chúc đi bán chú mạnh khỏe ha. Dạ. Bắt gặp được chưa trên đường. Chú Phết uống nước không? Cháu mua nước cho chú uống nha. Ủa, nói lạnh hả? Cho ba không có làm gì. Dạ, chú nói hồi sớm mà. Chú tên gì con quên rồi. Sết hả? Dạ. Chú nói chú ở ấp gì? Ấp Tân Hòa, xã Hòa Bình. Dạ. Cháu thấy hình như trên cái đầu của chú bị lũng lỗ là do bị tai nạn giao thông hả chú? Cái đập tượng đá rồi mổ lấy cò hấp lên là có rồi giờ cái tiền gắn vô. Thì dạ, gắn được chưa chú? Chưa có gắn được, tới 40 triệu đâu, còn nghèo quá, nghèo mà không có tiền đâu. Gắn vô tới 40 triệu lần. Gắn được 40 triệu mà giờ không có tiền gắn. Thì bà con cô bác và anh chị mình thấy không, chú Phết cũng rất là khổ, vừa bị giao thông, bị có tật thì mình phải tốn 40 triệu nhưng chưa có tiền gắn. Ở đây cháu thấy hình ảnh của chú là rất là cảm động và thương cho hoàn cảnh của chú, dù rất là khó khăn nhưng vẫn kiếm thêm thu nhập để kinh lo cho kinh tế gia đình. Chú biết số điện thoại của nhà mình không? Bị bây giờ đổi lại cho. Dạ. Không nhớ hả chú? Nhớ nhưng mà đổi lại là không chú, biết. Chú cứ đọc số cũ đi. 01633. Dạ. 092 51633 01633 01633 092 566 566. Rồi bây giờ đổi lại, rồi cảm ơn chú nha.
Ở đây chú nói còn còn cháu mua ít thôi hen. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn chú. Mình mua hay là người ta cấp cho mình chú? Dạ, hay là nhà nước hỗ trợ hay gì? Dạ, không cho ông cho. Xe? Xe cũng cho luôn. Cho người ta nạn rồi, con nhỏ chú. Tai nạn là nó bỏ luôn hả chú? Nó bỏ chú, nó đâu có thường bò gì đâu mà bắt cái trường được. Cái vậy giờ không sợ ông mới xin nhà ai chợ, nhà ai chợ cho cho. Nhà ta chợ cho xe? Chợ chú mình tới nhà. Dạ, dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Chú chạy được không? Đẩy ra không? Con đẩy cho. Được, đẩy đuôi ra cái có gì đâu. Đây. Chắc giờ 1 giờ mấy rồi, nắng quá trời nắng rồi. 2 giờ mấy rồi chứ. Dạ. Ông chú, ông chú. Không. Bà con cô bác và anh chị thân mến, thì hôm nay Nguyễn Thừa làm video này không những để mục đích kêu gọi các nhà hảo tâm, những nhà từ thiện giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của chú, mà Nguyễn Thừa còn thấy lên những ánh mắt, những nghị lực phi thường của người đàn ông dù đã 59 tuổi rồi vẫn một ngày đi hàng ngày đi bán vé số để lo cho vợ cho con, lo cho kinh tế gia đình và cuộc sống. Đây là hoàn cảnh rất là đáng thương. Cảm ơn bà con, cô bác và anh chị đã xem video của Nguyễn Thừa chia sẻ hôm nay.